tìm siêu nhân cho bạn heo ở đây trốn đi. Nhanh lên. Nhá con nghe. Nhanh lên. Đi ra tìm siêu nhân mau lên. Hello Peppa. Thức dậy đi. Thức dậy đi, mình đi vòng vòng, mình đi ăn xong rồi mình đi chơi nè. Thức dậy. Peppa có cây súng này nè, Peppa thử bắn cái cây. Lợi hại không? Rồi, hồi nữa Peppa ăn bún xong Peppa sẽ cầm cái súng này đi tìm khủng long, bắn khủng long nha. Ê, dẫn thêm hai siêu nhân này đi nữa. Nè, súng nè, coi súng nè. Ăn miếng thịt này nha. Ăn nhiều thịt đi, mày có sức hồi dẫn siêu nhân đi. Nè, ăn miếng thịt dài nữa nè, vừa hưởng miếng thịt này. Mình sẽ ăn bún. Lấy bao ăn thịt không mà không ăn bún nữa các bạn ơi. Ăn bún luôn hả? 20g. Rồi, siêu nhân nhện canh gác cái đó đó nha. Đấy không? Bây giờ ở đây có siêu nhân nhện rồi. Bây giờ chúng ta đi chơi đi. Khi nào mà có gặp khủng long là siêu nhân nhện sẽ biến hình lớn lên nha. Con bò này bị con khủng long ngược hay sao á, nó chạy lên đây nó cầu cứu rồi nè. Đấy bò tìm cách giải cứu nó. Nếu không là nó sẽ bị con khủng long nó ăn thịt luôn. Đấy bò, làm gì vậy? Sao đi vô chỗ con bò à? Đang đi tìm chỗ giấu trái banh đúng không? Muốn giấu trái banh chỗ nào? Bây giờ nè, trái banh để đại đi, rồi đi tìm cách đối phó với khủng long nè. Trái banh này đâu có nhầm nhò hay đâu. Tìm chỗ giấu trái banh chưa có nữa là khủng long nó tới, bây giờ chạy không kịp đó. Chạy em bò lên đi. Bé bò đang suy nghĩ gì vậy bé bò? Hả? Bé bò sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa bé bò? Sẵn sàng chưa? Rồi ra bắn đi. Ra tấn công, tấn công. Rồi đứng bắn, 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 bắn. Rồi, rồi, thu phục khủng long đi. Thu phục khủng long đem về đi. Rồi đem khủng long về, nó bị thu nhỏ rồi, đem về, đem về. Rồi đem về. Bé bò đã thu phục được một con khủng long. Thu phục được khủng long rồi, bây giờ coi chừng mấy con khủng long khác lại nó tấn công mình đó. Với quá vậy đầu lo nữa. Bây giờ để hai siêu nhân này núp ở trong cái gốc cây này đi. Trốn lên cây đó. Phục kích lên cây đó nha. Đây nè, siêu nhân điện quang phục kích ở trên rồi, siêu nhân khổng lồ xanh phục kích ở dưới. Siêu nhân khổng lồ xanh phục kích ở đây nha. Đó, ẩn náu trong đó đi. Rồi siêu nhân điện quang núp ở đâu? Núp rồi 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 rồi, xong đây 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 đây, núp ở đây nè. Núp ở đây nè. Đi ra, xích ra đi bro, xích ra đi. Đi ra ngoài này, bước ra ngoài này đi. Đó, siêu nhân điện quang sẽ núp ở dưới đây. Lú cái đầu lên thôi, lú cái đầu lên để quan sát thôi. Đó. Vậy nha, siêu nhân điện quang núp ở đây. Siêu nhân khổng lồ xanh là ở trên đây. Rồi, rồi nếu mà quá vậy đầu lo hoặc là khủng long tới là siêu nhân sẽ báo cho mình biết liền nha. Đi qua bên kia ngồi kìa, qua bên kia. Qua bên kia ngồi lấy siêu nhân. Lấy siêu nhân. Đó, à, cái con kia dám tới đây hả? Bé bò có siêu nhân nè. Ngươi không có được quấy khóa ở đây nữa không mày. Bé bò sẽ sử dụng siêu nhân để tiêu diệt ngươi. Nó biết sợ bé bò, nó biết sợ rồi. Cái con đó nó không có làm gì, bây giờ mình tạm tha cho nó đi nha bé bò. Cái súng này bé bò cứ cầm giữ đi. Khi nào gặp khủng long là xử khủng long luôn. Bé bò đã tiêu diệt được khủng long cho nên anh người sắt mang món quà để đem tặng cho bé bò. Bé bò đi qua bên kia đi, mình mở món quà qua nè. Là một cái hộp quà này, không biết là cái gì. Bây giờ sẽ mở ra cho bé bò coi nha bé bò. Không biết cái này là cái gì không? Đây là cái gì nè. Ôi, tôi gói nhìn thấy nhớ quá vậy. À. Biết gì chơi, biết gì chơi đúng không? Này, một cái nón bảo hiểm dành cho bé bo có hình siêu nhân nữa nè. À, rồi đội lên, lọc cái nón kia ra đi, rồi đội nón này lên. Nước dừa hôm nay. Wow, wow, dừa luôn. Có kiến nữa nè, cái kiến số. À, lọc cái tem này ra. Ừ.
Tại lúc bé ba đi xe đạp. Vậy nè, bé ba đi xe đạp để ba lấy cái này cái đội nha. Ba xe ba coi. Đó, ngoài sau là 5 anh em siêu nhân. Ở ngoài trước là một siêu nhân bé bo. Cậu nước đi. Bé bo, ở phía bên kia xuất hiện một con quái vật gì kìa. Ừ, nó coi chừng nó tấn công các con vật đó. Bây giờ mình phải giải cứu nó nha. Đi đi, tìm cách giải cứu đi. Bé boy, bây giờ con heo nó đang gặp nguy hiểm kìa. Bây giờ anh tìm cách giải cứu con heo. Giúp con heo đi. Nè bạn heo ơi, bạn ở đây đi. Bạn trốn ở đây nha, bò ra đây nè. Đi ra tìm siêu nhân nè, con heo, bạn heo trốn được rồi, con trốn nữa sao được. Để đây mau lên. Đi tìm siêu nhân cho bạn heo ở đây trốn đi. Nhanh lên. Nhát con nha, nhanh lên. Đi ra, đi ra tìm siêu nhân mau lên. Còn quá vậy nó phát hiện mình này bé boy. Chạy nhanh lên. Nhanh lên đi. Yeah. Nhảy xuống, nhảy xuống. Nhanh lên. Đi tìm siêu nhân chưa được mà bây giờ đòi kiếm ăn rồi hả? Cái này là cái gì vậy? Nước hả? Uống nước đi. Uống nước xong đi rồi đi tìm siêu nhân. Uống nước mau mau lên đi. Uống xong chưa? Uống xong đi tìm siêu nhân. Hút cái đi, cho xin hút miếng ơi. Hút miếng ơi. Ăn cái gì mà ăn, con khủng long bạo chúa nó đang chặn đường bên lĩnh bản kìa. Bây giờ muốn tìm được siêu nhân phải đi ngang con khủng long bạo chúa đó. Nhưng mà bé bò dám đi không? Mình phải đi gìn gìn nha, mình phải đi gìn phía sau nó, đi phía trước nó là nó gặp, nó cắn mình nha. Bé bò ơi, con làm cái đó cho bò ăn hả? Con bò nó không ăn cái đó đâu, nó ăn cỏ thôi. Cái đó là đâu có ăn được. Bây giờ nè, cho bạn bò ở đây đi. Bạn bò ẩn náu được quái vật rồi đó. Trốn ở đây đi. Rồi bây giờ mình tiếp tục đi hành trình đi tìm siêu nhân để thu phục quái vật nè. Bây giờ chúng ta phải tìm chỗ trốn thôi. Chứ bé bò không có chống cự lại con quái vật đó đâu. Đi, chúng ta tìm chỗ nào để ẩn náu, đợi siêu nhân xuất hiện. Ừ, đi hướng này đi, nhanh lên. Rồi có chỗ chưa, tìm chỗ được chưa? Ở đâu? Quái vật tới rồi bé boy. Bây giờ bé boy tìm chỗ trốn. Tìm chỗ chạy đi, chạy về nhà nghỉ ngơi. Tối rồi chạy về ngủ, ngày mai mới tìm siêu nhân chiến đấu tiếp. Nhanh lên, nhanh lên. Tìm đường giải cứu. Tìm siêu nhân thôi. Bé boy không chống cự lại đâu. Thôi lúc cái đầu ra mới được. Để thở. Vậy này nghe. Được không? Ấm chưa? Ấm chưa? Ấm rồi phải không? Bây giờ mình sẽ ngủ nha. Ngủ có sức rồi, hôm nay mình tiếp tục đi tìm siêu nhân nha bé bò. Đây là anh Superman nha. Anh Superman sẽ giúp bé bò đi tiêu diệt khủng long. Còn đây là anh siêu nhân điện quang. Có hai anh siêu nhân điện quang luôn. Anh siêu nhân điện quang bên đây. Và anh này cũng hỗ trợ bé bò luôn nha. Bạn rùa mới dính vô trên cái chuối luôn rồi. Dính vô nãy chuối luôn rồi. Giờ bé bò giải cứu bạn rùa đi. Cho bạn rùa xuống nước, bạn rùa lội. Chứ trên cây bạn rùa lội không được. Bây giờ bé bò giải cứu bạn rùa như thế nào? Bằng cách nào bây giờ? Nhảy không có tới đâu, bé bò phải làm sao? Bé bò có cái gì, lấy cái cây gì khiều xuống đi. Có cái cây gì dài dài khiều xuống. Có không? Cây nào? Nhanh lên đi, bạn rùa không có nước là bạn rùa xỉu luôn. Nè, cây này được không? Nè, lấy cây này khiều bạn rùa xuống. Được không? Được không? Cố lên. Cố lên. Qua bên đây đứng nè. Qua bên đây đứng nè. Đứng bên đây nè. Rồi. Đẩy bằng gùa ra. Đẩy bằng gùa ra. Ừ, đẩy ra. Ừ. Cố lên. Cố lên đi ba ơi. Đây nè, đưa cây đây. Chỉ cho nè. Nè, sọt vô đây. Đó. Rồi hắt mọi người ra. Đó. Đó rồi. Hay quá.
Rồi tìm chỗ có nước cho bạn rùa bơi lội đi. Rồi giục cái cây đi, giục cây đi. Đưa cây đây, đưa cây đây. Rồi chỗ nào có nước đâu, mở nước này ra. Đó, bạn rùa có nước lội rồi đó nha. Đó, bạn rùa khoái nước lắm rồi đó. Rồi cho bạn rùa đây rồi mình tiếp tục hành trình nè. Quay tới rồi, quay đi nè, nhanh lên. Chị quay đi, không phát hiện rồi. Anh người sắt ơi, giúp đỡ bé Bo với. Bé Bo đang lẩn trốn bên kia kìa. Em chạy qua đây, em nhìn qua đây, em tìm anh để mà nhờ anh giúp đỡ. Nhiều gì con quái vật ở phía bên kia. Chạy qua đây, qua đây. Rồi núp vô đây, ngồi vô bụi bông nồi ngồi. Núp ở đây, đừng có đi đâu nha. Để siêu nhân xử lý con quái vật kia nha.